chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Và đầu tiên như thường lệ sẽ là chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời. Và kính thưa quý vị, chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời tuần này cũng với các câu hỏi xoay quanh chuyện thế chấp tài sản để vay vốn tại ngân hàng. Và đại diện của Ngân hàng Nam Á sẽ gửi đến quý vị các giải đáp về việc thế chấp tài sản riêng trước hoặc trong thời kỳ hôn nhân. Có thể vay vốn ngân hàng bằng cách thế chấp tài sản riêng trước hôn nhân không? Về cái xác định cái tài sản trước hôn nhân để mà làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì thông thường là để được công nhận tài sản riêng thì khách hàng cần có những cái xác minh, xác nhận để mà chứng minh được rằng cái tài sản đó là tài sản riêng. Ví dụ, tài sản đó được hình thành từ cái tài sản được thừa kế, cho tặng, hoặc là tài sản đó được hình thành trong cái thời kỳ mà là hôn nhân. Tuy nhiên là giữa vợ và chồng có một cái xác nhận thỏa thuận mà được Ủy ban Nhân dân phường, quận, xã hoặc là phòng công chứng chứng nhận là cái quyền sử dụng tài sản này là của riêng của vợ hoặc là chồng, thì khi đó thì vợ hoặc là chồng đều có thể sử dụng cái tài sản này để thế chấp tại ngân hàng vay vốn. Người vay vốn phải nộp cho ngân hàng những giấy tờ gì để chứng minh đó là tài sản riêng? Để mà xác định được cái tình trạng hôn nhân đó, thì khách hàng cần phải có các cái giấy tờ để chứng minh. Ví dụ như là khi trường hợp khách hàng là đã có cái quyết định ly hôn thì phải có cái chứng nhận của tòa án để mà gọi là xác định được cái tài sản đó là đã được giải quyết theo cái quy định của luật pháp và được tòa án chấp nhận. Đã có đủ chứng từ về tài sản riêng thì có cần vợ hoặc chồng cùng làm thủ tục vay vốn không? Sau khi mà khách hàng đã có đầy đủ các cái chứng từ pháp lý để mà xác định được cái tài sản trong cái thời kỳ hôn nhân hoặc là sau thời kỳ hôn nhân thì khách hàng có thể không cần gọi là phải có cái vợ hoặc là chồng cùng để mà xác định và ký cái hợp đồng vay vốn tại ngân hàng, mà người vợ hoặc là chồng sử dụng cái tài sản hợp pháp đó chỉ cần một bên để mà làm thủ tục vay vốn mà thôi. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ hoặc chính sách trong ngành ngân hàng thì Phi Yến xin mời quý vị gửi thư vào hộp thư tạp chí Ngân hàng fvnc@gmail.com và chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, năm 2013 được đánh giá là khá tích cực với các thành viên khối Eurozone sau thời gian dài khủng hoảng kinh tế đã đeo đẳng khu vực này.
Và hiện nay thì mặc dù vẫn còn những thách thức mà Eurozone phải đối mặt như là tốc độ tăng trưởng thấp cũng như là tỷ lệ thất nghiệp cao. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu như lãnh đạo khu vực này tiếp tục kiên quyết với quá trình cải cách kinh tế thì khả năng hồi phục tại đây là hoàn toàn có thể thực hiện được. Đến thời điểm này, mảng màu tối của thời kỳ suy thoái vẫn là mối đe dọa trực chờ đối với người dân Hy Lạp. Tình trạng thiếu tiền mặt vẫn xảy ra nhan nhản ở nhiều hộ gia đình. Do vậy mà trong mùa đông năm nay, nhiều người đã quyết định không chọn mua các loại năng lượng đốt nóng, mà thay vào đó là đốt lửa bằng củi để sưởi ấm. Mặc dù kinh tế Hy Lạp vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên chính phủ nước này vẫn kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ quay trở lại vào năm 2014. Theo ông Milos Rasor, giám đốc đầu tư của PIMCO, thì Hy Lạp cũng như toàn bộ các nước Eurozone khác đang dần thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng, vốn đã tồn tại trong suốt những năm vừa qua. Tôi nghĩ rằng Eurozone đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất và câu hỏi lớn giờ đây được đặt ra đó chính là Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có là tổ chức cho vay cuối cùng hay không? Và vấn đề thứ hai đó là cải cách như thế nào để phù hợp với xu thế phát triển của khu vực này. Vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor's đã thông báo hạ bậc tín nhiệm của Liên minh châu Âu EU xuống mức AA+ vì lo ngại vấn đề ngân sách của khu vực này. Tuy nhiên, EU lại không hài lòng với kết quả này vì cho rằng EU không rơi vào cảnh nợ nần hay bị thâm hụt, vì ngân sách của tổ chức được tài trợ bởi 28 quốc gia thành viên. Do đó, đây là một trong những tổ chức tài chính ổn định nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Chúng tôi tin rằng EU là một tổ chức tài chính rất đáng tin cậy, hoạt động của tổ chức EU là không có nợ và thâm hụt, vì vậy có thể nói là hoàn hảo. Trước giờ chúng tôi không hề vi phạm cam kết nào. Ngân sách của EU được đóng góp bởi tất cả các thành viên trong khối dựa trên tổng sản phẩm nội địa GDP. Ngân sách này thường được thống nhất cho giai đoạn 7 năm. Mới đây, hoạt động ngân sách giai đoạn từ 2014 đến năm 2020 đã được EU nhất trí ở mức trần là khoảng 1.000 tỷ euro, tương đương dưới 1% tổng sản lượng kinh tế của toàn EU. Một thông tin tích cực cho Eurozone trong thời gian gần đây, đó chính là vừa qua, Ireland vừa được đánh giá là quốc gia đầu tiên trong khu vực đã chính thức thoát khỏi chương trình giải cứu của các tổ chức tín dụng quốc tế. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đã tuyên bố không còn vướng vào vòng xoáy suy thoái nữa. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp của toàn Eurozone vẫn đang trên mức 12%, cao hơn nhiều tại Hy Lạp và Tây Ban Nha. Theo nhiều chuyên gia, việc tăng trưởng kinh tế trở lại chưa hẳn là cách để giải quyết vấn đề. Chúng tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại Eurozone sẽ còn kéo dài trong 2 năm tới, bởi vì nền kinh tế vẫn chưa thực sự vững mạnh, quá trình cải cách kinh tế chưa được thực hiện một cách quyết liệt và triệt để. Bên cạnh đó, còn một yếu tố khác đó chính là nhiều nước sẽ thực hiện thắt chặt tài chính trong năm sau 2014. Nhiều quan điểm nhận định cần sớm phải lành mạnh hóa hoạt động tài chính của các ngân hàng. Đồng thời kỳ vọng ECB sẽ sớm có được vai trò giám sát tất cả các ngân hàng trong khu vực vào cuối năm 2014. Ngoài ra, những đợt kiểm tra sức khỏe ngân hàng châu Âu trong năm mới sẽ góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh hơn cho hệ thống ngân hàng trong khu vực. Và kính thưa quý vị, phần 2 của tạp chí ngân hàng cũng xin được khép lại. Phía Yến xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ kênh FTNC để theo dõi phần cuối cùng với các nội dung nổi bật ngay sau đây. IMF cho rằng Nhật là một trong 5 nền kinh tế tệ nhất năm xét về mặt nợ công. Chính phủ Trung Quốc nợ hơn 3.000 tỷ đô la.